Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay ngày 4 tháng 5. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh tăng khoảng từ 300 cho đến 400 đồng một lít, giá dầu tăng quanh mức 200 đồng một lít hoặc là giữ nguyên. Cụ thể, Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, giá xăng E5 RON 92 từ 15 giờ ngày 4 tháng 5 cao nhất là 27.460 đồng một lít, tăng 330 đồng. RON 95 là 28.430 đồng một lít, tăng 440 đồng. Trong các mặt hàng dầu, duy nhất dầu diesel tăng giá bán thêm 180 đồng lên mức 25.530 đồng một lít. Dầu hỏa vẫn giữ nguyên giá là 23.820 đồng. Đây là kỳ tăng giá thứ hai liên tiếp từ cuối tháng 4. Tính từ đầu năm cho đến nay, giá xăng bán lẻ đã tăng 8 lần, 3 lần giảm.